42. Phẩm chẳng nghĩ bàn. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì việc lớn mà xuất hiện ở đời. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì việc chẳng thể nghĩ bàn mà xuất hiện ở đời. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì việc chẳng thể xưng lường mà xuất hiện ở đời. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì việc không có số lượng mà xuất hiện ở đời. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì việc không gì sánh bằng mà xuất hiện ở đời. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, như ông đã nói. Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì việc lớn mà xuất hiện ở đời. Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì việc chẳng thể nghĩ bàn mà xuất hiện ở đời. Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì việc chẳng thể xưng lường mà xuất hiện ở đời. Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì việc không có số lượng mà xuất hiện ở đời. Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì việc không gì sánh bằng mà xuất hiện ở đời. Bạch Thế Tôn, tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì việc lớn mà xuất hiện ở đời? Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, lấy việc cứu độ khắp tất cả hữu tình, không có khi nào ngưng nghỉ làm việc lớn. Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì việc lớn này mà xuất hiện ở đời. Bạch Thế Tôn, tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì việc chẳng thể nghĩ bàn mà xuất hiện ở đời? Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, có tánh Phật, tánh Như Lai, tánh Pháp tự nhiên, tánh trí nhất thiết trí, đều là việc chẳng thể nghĩ bàn. Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì việc chẳng thể nghĩ bàn này mà xuất hiện ở đời. Bạch Thế Tôn, tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì việc chẳng thể xưng lường mà xuất hiện ở đời? Này thiện hiện, vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, có tánh Phật, tánh Như Lai, tánh Pháp tự nhiên, tánh trí nhất thiết trí, không có loại hữu tình nào mà có thể xưng lường Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì việc chẳng thể xưng lường này mà xuất hiện ở đời. Bạch Thế Tôn, tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì việc không có số lượng mà xuất hiện ở đời? Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, có tánh Phật, tánh Như Lai, tánh Pháp tự nhiên, tánh trí nhất thiết trí, không có ai biết như thật về số lượng đó. Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì việc không có số lượng này mà xuất hiện ở đời. Bạch Thế Tôn, tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì việc không có gì sánh bằng mà xuất hiện ở đời? Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, có tánh Phật, tánh Như Lai, tánh Pháp tự nhiên, tánh trí nhất thiết trí, không có gì sánh bằng, cũng là có khả năng cao hơn Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì việc không có gì hơn này mà xuất hiện ở đời. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, chỉ có Như Lai ứng chánh đẳng giác mới có tánh Phật, tánh Như Lai, tánh Pháp tự nhiên, tánh trí nhất thiết trí, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, ngoài ra còn pháp nào nữa không? Phật dạy, này thiện hiện, chẳng phải chỉ có Như Lai ứng chánh đẳng giác mới có tánh Phật, tánh Như Lai, tánh Pháp tự nhiên, tánh trí nhất thiết trí, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Mà này thiện hiện, sắc cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, nhãn xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, sắc xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, nhãn giới cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, nhĩ giới cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, tỷ giới cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này thiện hiện, thiệt giới cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, thân giới cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, ý giới cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, địa giới cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, vô minh cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, pháp không nội cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, chân như cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, thánh đế khổ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, bốn tịnh lự cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, tám giải thoát cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, bốn niệm trụ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, mười địa Bồ Tát cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, năm loại mắt cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Sáu phép thần thông cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, mười lực Phật cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, pháp không quên mất cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Tánh luôn luôn xả cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, trí nhất thiết cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, tất cả pháp môn Đà La Ni cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này Thiện Hiện, quả dự lưu cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này Thiện Hiện, quả vị độc giác cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này Thiện Hiện, tất cả hạnh đại Bồ Tát cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này Thiện Hiện, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này Thiện Hiện, tất cả pháp cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này Thiện Hiện, ở trong chân pháp tánh của tất cả pháp, tâm và tâm sở chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, Thiện Hiện, sắc chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này Thiện Hiện, nhãn xứ chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này Thiện Hiện, sắc xứ chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này Thiện Hiện, nhãn giới chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này Thiện Hiện, nhĩ giới chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này Thiện Hiện, tĩ giới chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này Thiện Hiện, thiệt giới chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này Thiện Hiện, thân giới chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này Thiện Hiện, ý giới chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này Thiện Hiện, địa giới chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này Thiện Hiện, vô minh chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ yêu não, cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này Thiện Hiện, bố thí ba la mật đa, chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này Thiện Hiện, pháp không nội chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này thiện hiện, chân như chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, thánh đế khổ, chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Thánh đế tập diệt đạo, cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, bốn tịnh lự, chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, tám giải thoát, chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, bốn niệm trụ, chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không, chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, mười địa Bồ Tát, chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, năm loại mắt, chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Sáu phép thần thông, cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, mười lực Phật, chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, pháp không quên mất, chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Tánh luôn luôn xả, cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, trí nhất thiết, chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa, cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, quả dự lưu, chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, quả vị độc giác, chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Hết quyển thứ 308.